Ui, hú hồn à. Quỳnh Hoàng. Ờ gì chị? Anh làm gì đây vậy? Ngại quá. Hôm qua anh thức anh coi nguyên một bộ phim Doraemon, cả một series. Tự nhiên giờ bị mê quá em, bị nhiễm rồi. Đi lượm rác hả? Không có. Chia đó. Lượm rác thì cũng tốt thôi, bảo vệ môi trường mà. Nhưng mà em thấy anh giống Nobita. Mà Nobita thì có sở thích là đam mê tìm tòi khảo cổ học. Khảo cổ học. Mà bây giờ anh đang cố gắng tìm cho được những bộ xương. Không lẽ giờ tìm khủng long đúng không? Anh đang tìm những bộ xương cá bình thường thôi, nhưng mà nó phải quá thạch. Trời ơi, vậy là từ hồi sáng giờ anh chui vô đây là anh đào anh kiếm là xương cá quá thạch đó hả? Bây giờ cái xương nó muốn quá thạch anh cũng phải trải qua bao nhiêu năm đó, bao nhiêu triệu năm đúng không? Từ cái xương cái canxi nó chưa kể yếu tố nó phải cứng nè, nó phải đạt được cái chất lượng sao nó cái môi trường tốt nè thì nó mới quá thạch được. Có đèn bầu sống chứ anh sống gì tên triệu năm. Được rồi, bây giờ em nói anh nghe nè. Anh rất là đam mê là cái xương cá quá thạch đúng không? Đúng rồi, cho anh tìm được một con cá quá thạch đi. Kiếm em nè, kiếm em là đúng. Anh bước ở đây, anh bước ở đây em sẽ cho anh coi là cái xương cá quá thạch. Nhớ nha. Trời đúng là hảo đệ mà. Hay quá, mời nhà khảo cổ học ngồi. Trước khi ngồi, em sẽ cho anh coi cái này trước. Để có thể có được bộ xương cá mình phải có một cái món này. Đó chính là một bức tranh Hồ Biên. Trời ơi, ảo thuật gia các ạ. Đây, anh hãy nhìn đây là một bức tranh bình thường đúng không? Không tranh bình thường mà chắc nhắc có gì đâu. Không có gì trong đây, chuẩn bị 1, 2, 3. Trời ơi, thì phải có xương mới quá thạch. 1, 2. Trời. Con cá chép. Đúng rồi. Cá chép chấm nhanh. Đúng rồi. Nó ra nguyên con. Đây. Rồi xương cá đâu? Ủa rồi quá thạch đâu? Ủa thạch này thạch dừa mà. Không, không, không. Mềm vậy. Cái xương bông gòn á. Ôi em chụp anh hoài luôn á. Thôi được rồi. Bây giờ anh muốn quá thạch đúng không? Ở đây em có bức tranh. Em mở cái áo bông nữa. Em sẽ giới thiệu cho anh một cái này. Rất là mới luôn. Đó chính là tranh hoa hóa thạch. Trời ơi, vậy nghe lạ tai chứ. Tranh hoa hóa thạch nè. Lạ nghe. Lạ không? Lạ nha, lần đầu tiên mới nghe luôn á. Thì đó, bây giờ em nói anh nghe nè. Và chắc chắn quý vị khán giả đang rất là thắc mắc tranh hoa hóa thạch là như thế nào. Xin mời quý vị hãy đồng hành cùng với Hoàng Đa Bơ và Huỳnh Nhu. Chúng ta sẽ tìm hiểu về tranh hoa hóa thạch với Chuyện Đó Chuyện Đây được phát sóng vào lúc 19 giờ trên kênh HTV7 vào thứ Bảy hàng tuần. Với chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và bây giờ sẵn sàng hóa thạch với chúng tôi bởi những bông hoa nào quý vị? Mời mình đi đâu? Chạch á. Thôi, trên chung cư hả? Dạ đây. Anh gõ cửa đi. Trời ơi, gõ cửa không phải để anh hả? Cấp. Hello. Chào bạn Nhung, bạn vào chơi. Giờ vô anh. Từ từ, qua đây hả? Đẹp quá. Đây Nhung. Thạch đây. Mà trước thạch sau từ từ gắn. Thế nào mới chị? Thế mọi người vào đây chơi. Dạ. Để tham quan cái khu vực của em. Chào Tú. Dạ. Thạch đây phải không? Đây thạch đây. Hiểu rồi. Giới thiệu với anh Quang. Dạ. Đây là Tuấn Tú. Dạ em có quen với một người bạn. Và người bạn của em quen với Tuấn Tú. Vậy là mối quan hệ rộng bắt cầu. Khi mình mới biết được Tuấn Tú là thường hay làm tranh hoa hóa thạch. Nãy anh thấy hoa bên đây anh còn hơi hoài nghi. Nhưng mà bây giờ anh thấy phần thạch là anh tin rồi đó. Đẹp quá Anh có thể được cầm trên tay không Tuấn Tú? Dạ anh thoải mái luôn anh. Dạ anh mượn nha. Dạ. Phần đá này không có nặng, nhưng mà nó rất là chắc chắn. Bên cạnh đó là chạm khắc những hoa này. Thoạt nhìn á, mình có thể tưởng như là mình đúc theo khuôn. Nhưng mà nhìn kỹ vào, wow, phần lá rất là sống động nè. Phần hoa cũng là hoa thật luôn đúng không Tú? Dạ, này là thạch cao đó. Thạch là thạch cao, cũng là đá đúng không? Thạch cao là chất liệu dễ tìm kiếm, giá thành cũng rẻ phải chăng? Mà làm được nhiều cái hình dáng kích cỡ khác nhau. Hoàng thấy là có hình tròn, hình vuông, rồi hình ngẫu hứng nữa. Quá hay, quá đẹp, quá giỏi luôn.
chắc tôi năm nay cũng bốn mấy năm mươi rồi, ai biết thì tráng vậy đó, người phải có thâm niên dữ lắm mới khéo tay vậy nè. Tú có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình không ạ? Năm nay em mới 28 tuổi thôi. Trời ơi, trẻ quá trời luôn mà tự nhiên đôi lên á, thiệt kỳ ghê. 28 tuổi quá trẻ luôn. Tú là người quê ở đâu? Dạ em quê gốc ở Phan Thiết ạ. Phan Thiết. Phan Thiết hoa đẹp không? Dạ Phan Thiết có hoa thanh long. Đúng rồi, Bình Thuận thanh long, hoa thanh long cũng đẹp. Tú ơi, nãy giờ thấy anh chị nhiều hoa quá, còn ngoài đây thì hoa thực tế ngoài nè, vậy thì những cái hoa này nó có liên quan gì thế này không, ví dụ nó có làm mẫu cho mình làm lên cái những cái thạch cao này không? Dạ có, tức là những cái bức tranh này á, nó không phải là do tay mình vẽ ra mà là từ những bông hoa này tạo ra bức tranh này. Nhưng mà những hoa này nhỏ quá, Nhu thì đem đây. Đúng rồi, thấy cái hoa này nó lớn hơn, còn hoa này nhỏ, xong mà mình để vô cái nhỏ. Với dòng tranh này thì mình nên lựa những cái loại hoa nhỏ và có cái cánh nó hơi cứng một xíu để tạo nên cái dấu cho thạch cao nó sẽ tốt hơn. Đẹp quá à. Thích quá à. Wow. Những cái khuôn này là mình tự nghĩ ra rồi mình tự làm luôn hả Tú? Tức là khuôn thì tùy vào khả năng sáng tạo của mỗi người thôi. Với hình tròn có khuôn sẵn nè. Dạ, khuôn thì mình cũng tự tạo khuôn ra luôn. Tự tạo dạ, khuôn luôn. Dạ. Để một hồi em sẽ hướng dẫn cho anh. Còn không, mình sơ đẳng, mình mẫu giáo, mình làm nhỏ nhỏ này thôi. Về tặng bà xã. Thì Tú ơi, đẹp mình thấy ví dụ cái này nè, cái ý tưởng nào mà Tú tạo ra những cái tranh hoa hóa thạch này vậy Tú? Thật ra bên Tú kinh doanh chính là bán hoa. Bán hoa tươi. Thì cái ý tưởng này bộc ra lúc 3 giờ sáng. 3 giờ sáng. Yeah. Anh gọi em, anh đang bận làm bông. Nó là một cái hình thức để mà mình lưu giữ lại những cái đóa hoa của mình. Mình nhận hoa về, hoa sẽ rất là dễ héo và bỏ đi. Thì khi mình nhận những sản phẩm mà được tặng á, mình có thể in lên trên thạch cao để lưu giữ nó hoài luôn. Với lại mình thấy mấy cái này nó nhỏ, ví dụ như người ta thi công nhà đi, người ta muốn làm một cái mảng bức tranh quá thạch hoa mà bự một vách tường này nè, là Tú dụ nhận làm không Tú? Hiện tại thì chưa ạ. Dạ. Hiện tại thì mình chỉ làm những cái workshop nhỏ nhỏ để mọi người cùng thực hiện thôi. Nhưng mà với khả năng của Tuấn Tú và sự siêng năng của bạn thì tôi tin chắc chắn rằng là những cái công trình lớn nè thì Tuấn Tú sẽ dễ dàng làm được thôi, mà là còn giá trị về tinh thần nữa. Nhiều lúc á, ngày xưa cái thời anh thăng hoa sân khấu, nhiều khán giả tặng bông cho anh dữ lắm. Dạ. Tiếc một cái bông để lâu nó héo, giờ mình làm sao lưu giữ, phải như biết Tú trước á, mình sẽ lưu giữ lại những đóa hoa đó của khán giả tặng, nó sẽ là một cái nguồn động lực rất là lớn. Bây giờ thì chắc chắn là quý vị khán giả cũng đang rất là mong muốn tìm hiểu xem những công đoạn như thế nào để Tú tạo ra những bức tranh này, thì Tú sẵn sàng để ngày hôm nay làm thầy cho Hoài Rapper cùng với Huỳnh Nhu không? Ok, Tú sẵn sàng. Dạ. Nghe đến cụm từ hóa thạch, chúng ta thường nghĩ đến một khối đá lưu giữ lại một phần của thực vật hay một loài động vật có tuổi thọ vài triệu năm. Vậy còn những thứ ở quanh ta như một đóa hoa đẹp hay một loại quả thì sao? Làm sao để hóa thạch chúng trở thành một vật mang kỷ niệm không bao giờ tàn phai mà không phải chờ đến hàng triệu năm? Tranh hoa hóa thạch chính là chìa khóa cho câu hỏi này. Xin chào mừng quý vị đang quay trở lại với Chuyện Đó Chuyện Đây. Và bây giờ hãy sẵn sàng cùng với chúng tôi tạo ra những tác phẩm tranh hoa hóa thạch. Nhưng mà đầu tiên cũng phải tìm hiểu về chủ nhân, về người đã tạo ra những bức họa như vậy. Thì không biết là bạn Tuấn Tú nè, trước đây Tú học chuyên ngành là về ngành nào, rồi bên cạnh đó là trải qua những khó khăn ra sao để mình tìm đến chân lý của đời mình là tranh hoa hóa thạch. Trước đây thật là Tú xuất phát từ ngành thiết kế công nghiệp. Yeah. Nó cũng là một cái tiền đề để Tú mà tìm hiểu ra những cái chất liệu mới như là thạch cao, đất sét, vân vân. Và sau đó thì Tú cũng làm graphic designer. Và vào năm 2020 thì Tú quyết định bỏ công việc văn phòng và ra mở shop hoa. Giỏi quá ha. Nghe thì có vẻ hơi thuận lợi đó, nhưng mà chắc cũng khó. Thì trong cái quá trình mà thay đổi nghề nghiệp đó của Tú thì tất cả nó đều bổ trợ cho cái vấn đề làm tranh hoa này đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, vậy là Nhu muốn hỏi là ví dụ trong cái tranh hoa này á, nó cái nào là cái khó nhất, cái nào là dễ nhất? Ví dụ như là hoa mà nhiều chi tiết thì nó khó hơn không hả Tốt? Cái khó nhất là việc mình in cái hoa vào đất sét, làm sao để cho nó in dấu thật là đẹp. Thì mình sẽ tạo ra được một bức tranh đẹp. Chứ không phải là mình cứ hoa để vậy cái mình đổ thạch cao lên, mà phải là tạo khuôn qua đất sét trước. Đúng rồi, có nhiều. Sau đó nó cố định trước rồi sau đó mình mới đổ thạch cao lên. Dạ vâng ạ. Ồ, như vậy là bạn cũng phải trải qua một cái quá trình để mình tìm hiểu về công thức. Thì bạn dựa vào những cái tài liệu như thế nào? Ở nước ngoài đã có cái mô hình này chưa? Bên nước ngoài nó là có rồi. Và mình dựa trên những tài liệu nước ngoài.
và dựa trên những kiến thức mình được học hồi đại học á, thì mình nhìn vào mình biết ngay. Thật ra rất là khó, bởi vì là em nghĩ việc văn phòng vào năm 2020 nó tạo cái tâm lý mình rất là hoang mang, đúng không ạ? Ngay cả việc là em chọn ngành hoa mà em chưa có đi học cắm hoa bao giờ, chưa làm hoa, làm việc ở shop hoa nào khác, nên ra là khi mà em đi xin việc ở nơi khác họ không nhận. Và cuối cùng thì em dấn thân, em quyết định làm từ từ và đến bây giờ. Thì cái việc mà mình đã có một lượng khách hàng yêu hoa, và bên cạnh đó thì mình tạo ra những cái hoạt động về workshop để tương tác với khách hàng, để họ cùng tương tác với những sản phẩm hoa của mình. Như vậy là những yếu tố khách quan bên ngoài thôi, chứ về phần chủ quan là bạn luôn luôn cố gắng và nỗ lực. Giống Quỳnh Nhu nè, ngày xưa cũng tự học ảo thuật, cũng tìm tòi dữ lắm, rồi cũng đam mê về nghệ thuật. Hoàng cũng vậy, rồi đó, cái duyên dẫn dắt đến mình nếu mà mình ý chí và mình quyết tâm. Thật ra thì lúc đầu gia đình và mọi người không ủng hộ lắm, bởi vì là kiểu như ở dưới quê mọi người hay nghĩ là học có bằng ra thì phải làm cái ngành mình học. Đó thì cái ngành hoa thì nó không có phải là một cái sự học hỏi thì quá ghê gớm ở trường đại học này kia, nên là mọi người không ủng hộ lắm. Nên rất là nhiều người khuyên là mình không nên chọn cái ngành này. Nhưng mà bây giờ càng ngày càng cố gắng, đúng không? Mà rõ ràng cánh đàn ông chúng ta vẫn có thể làm những công việc mà chị em phụ nữ làm, ví dụ cắm hoa, chúng tôi vẫn cắm hoa rất là đẹp, thậm chí là tạo ra những tác phẩm về hoa, hay là nấu ăn đi, trộn những đồ bếp chính cũng là đàn ông vậy, hay là trang điểm nè, sáng nay Hoàng cũng trang điểm sơ sương cho Nhu nè, đẹp không? Đẹp Nhu, dạ đẹp Nhu, khang cái da vui. Trong vàng hóa trang đẹp lắm mà. Nhưng mà, em hỏi tiếp đi. Tính hỏi là khi mà Tú làm như vậy, Tú có xác định cái đối tượng nào mà người ta thích cái thanh này nhất không? Đối tượng là những bạn thích hoạt động ngoại khóa và những bạn yêu hoa cỏ. Và đa số là những khách hàng về hoa. Vậy những người mà thích hoa dễ thú, tôi thấy người ta thích nhất là cái hoa nào mà cái hoa đó có thể làm lên cái tranh đẹp á? Để tôi giới thiệu cho mọi người xem nha. Em thích hoa nào? Hoa bông bụp. Khó vậy, anh chưa thấy bông bụp bao giờ luôn á. Bông bụp là bông gì? Cái bông bụp ở đâu? Ở dưới quê nó hay nhiều lắm. Đây. Thật ra là những cái khách hàng của Tú á, họ thích những cái hoa li ti. Còn những cái hoa to á, thì nhìn có vẻ rất là đẹp, nhưng mà làm ra một bức tranh có bông hoa to rất là khó. Và bên cạnh đó không chỉ hoa không, mà mình còn có thể là tạo ra những bức tranh bằng lá. Lá có cái gân rất là đẹp. Cái này gọi là lá tùng ạ. Lá tùng đó hả? Lá tùng là cũng tượng trưng cho cái sự vạn thọ đó, cũng phúc lộc thọ lắm đó, mang lại may mắn cho chủ nhân lắm á. Mà Tú ơi, ví dụ mình làm một cái tranh hoa hóa thạch này nè, thì khoảng bao lâu thì mới hoàn thành những cái sản phẩm như vậy? Một tranh như vậy thì mình hoàn thành khoảng 2 tiếng ạ. 2 tiếng? Hèn chi, bao nhiêu học viên đến đây đăng ký tham gia, 2 tiếng quá gọn luôn. Đầu tiên thì mình sẽ lăn đất sét, sau đó thì mình sẽ lựa cái hoa mà mình thích để mình tạo ra bức tranh của mình. Cái này là cái quan trọng nhất để mà mình tạo ra bức tranh nó đẹp hay không. Tại vì nó dựa trên cái gu thẩm mỹ của mình, cái bố cục của mình để tạo ra bức tranh. Sau đó thì mình bắt đầu mình lấy những cái cánh hoa mình đẩy lên đất sét á, mình lấy ra để mà mình đổ thạch cao vào. Có nghĩa là cái đất sét đó sẽ là định hình cái khuôn và cái khung cho cả bức tranh luôn. Rồi sau đó là mình cố gắng làm sao mình đè, mình nén, mình dùng lực cũng vừa đủ đúng không? Đúng rồi, mình có cây lăn anh, nhưng không gần tay đâu. Mình có cây lăn luôn. Hay quá. Ủa vậy tính ra cái phần đất sét là đất sét con hàng chơi ở nhà được không Tú? Có thể cũng được ạ. Cũng được luôn. Có thể được. Nhưng mà ở đây thì Tú chuyên nghiệp hơn, Tú dùng những loại đất sét công nghiệp, cứng mà nó bền hơn. Cho hàng mượn quá. Nhìn nó cuộn cuộn, nhìn ngon miệng, nhìn miếng sô cô la. Muốn ăn hả? Không ạ, Tú ơi, ví dụ đất sét này nè, mình làm một bức tranh xong rồi cái mình sẽ lấy cái này mình làm tiếp bức tranh khác, hay là làm một lần thôi? Là được ạ, mình có thể vệ sinh mình làm tiếp được. Hay quá, mình tái chế được, hay quá, bảo vệ môi trường, tiết kiệm được nguyên vật liệu. Thôi nhưng mà cái cánh hoa, thấy hình như cái cánh hoa nó mềm quá, mình đè lên đây rồi nó có vô khuôn được không có tốt? Cánh hoa thì mình lựa những cái loại hoa cái cánh nó dày một xíu, mình không lựa những cái cánh hoa nó mềm quá. Giống như Tú nói hồi nãy có cây lăng đúng không, cho Hoàng một cây lăng với. Cái lăng này nhìn giống như cuốn sushi ha. Lát làm thử
Tại thầy bữa nay thầy cũng có hai miếng này cho mình thôi đó. Thế là cái cây lăng này ví dụ mình thay như bằng cây đập nước đá được không? Dạ được ạ. Miễn sao là mình làm sao cho cái chất liệu của mình nó láng mình là được. Có cây đập nước đá nào mà nó hình trụ tròn được như vậy không? Để mua cái nhà em có gì em làm cái đó. Thì có gì cần thì hỏi thầy. Đây là ly thạch cao á anh. Thạch cao của mình á, lúc đầu á nó là chất liệu nó như vậy nè, không phải là nó ra được một khối như vậy đâu. Bột trước. Nó là bột. Dạ, sau đó mình sẽ pha nước. Pha nước này cũng rất là phức tạp nha. Mình phải pha đủ độ, đúng tỷ lệ. Dạ. Rồi lắc hay khuấy như thế nào ạ? Mình khuấy á. Mình khuấy. Khuấy cho nó đều. Khuấy cho nó đều. Dạ. Giống như là bọc hồ vậy đó. Thầy nhu phu hô. Thầy nhu phu hô sẵn sàng nha. Dạ, nhu thật cao. Rồi, bây giờ chúng ta cùng thao tác thôi. Dạ. Trong quá trình thao tác thì có gì mình sẽ hỏi thăm thêm. Nghề làm kinh hoa hóa thạch nghe có vẻ xa lạ tại Việt Nam, nhưng đây lại là chủ đề được nhiều bạn trẻ quan tâm hiện nay. Do đó, có rất nhiều học viên chủ động liên lạc với anh Tuấn Tú, người có kinh nghiệm dày dặn trong việc làm kinh hoa hóa thạch để đăng ký học làm. Anh Tú cho biết, công đoạn khó khăn nhất là khi lấy dấu những cánh hoa phải tỉ mỉ và áp dụng lực đủ. Chọn góc độ phù hợp để tạo ra bức tranh hóa thạch đẹp nhất. Thời gian để hoàn thành bức tranh trung bình là 2 tiếng. Từng công đoạn phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu có sai sót sẽ phải làm lại từ đầu. Do vậy, sự tỉ mỉ cùng sự tính toán kèm với khối óc sáng tạo của người tạo ra tác phẩm phải được đặt lên hàng đầu. Chỉnh tề chưa? Chuyên nghiệp chưa? Tự nhiên bận cái đập về này do em cảm thấy nó... Như đầu bếp vậy? Hồi hộp với hào hứng quá. Hồi hộp, hào hứng. Dạ. Bắt đầu thì mình tiến hành luôn ha. Dạ. Đầu tiên thì mình dùng cái cây lăng của mình, lăn cho cái bề mặt của mình láng mịn, không có những cái lỗ... Không được có khuyết điểm. Dạ, không có khuyết điểm. Khuyết điểm nha. Cho nó láng mịn nha. Dạ. Ồ, nhiều hoa quá, lá nữa, biết lựa em nào đây? Ví dụ như cái hoa này gọi là hoa thạch thảo nè. Thạch thảo? Hoa này, hoa này biết nè. Hoa thạch thảo nè. Cái này là hoa chuỗi ngọc nè. Chuỗi ngọc? Dạ, chuỗi ngọc. Có cái đầu nó như cái ngọc, có gọi là chuỗi ngọc. Cái hoa này là hoa cà rốt. Trời ơi, giờ mới thấy đẹp quá vậy. Dạ. Cưng ha. Hoa hồng sâm. Hồng sâm nè, hồng sâm. Hồng sâm đây, đây. Ồ, cảnh này dễ cưng nè. Còn bên, quá. Bên này là lá hả Tốt? Dạ đúng rồi, cái này là lá. Rồi mình bắt đầu nha. Bắt đầu mình không có lăn liền, nhưng mà tức là mình sẽ xếp lên cái đất sét của mình. Để vậy luôn hả Tốt? Cái này to quá thì sẽ rất là khó đẹp. Nên là mình sẽ lấy cành vừa hơn, nhỏ hơn. Anh thử cành này đi. Dạ dạ, đây nè. Đấy, vừa liền mọi người. Đó, đặt định. Thêm cái lá vô nữa nè. Lá này chắc là như đây là đủ nè. Tú ơi, ví dụ mà mình làm cái khuôn hoa này, mình muốn có cái thông điệp của đó, mình cách mình thể hiện cái thông điệp không? Thông điệp thì mình dựa vào cái người nhận á, hoặc là cái mong muốn của mình, hoặc là cái nội dung bức tranh mình muốn. Có thể là mình có thể ghi chữ trên bức tranh cũng được nữa. Hay quá, cho Hằng mượn cái giỏ. Hằng lựa thử coi còn cái gì nữa hay còn tranh thủ được mấy khoản đóng. Mình sẽ gửi cái thông điệp là cái chuỗi ngọc Barbie này cho vợ của mình. Trời, là chúc em đẻ con đẻ cái dành cho một chuỗi Barbie dành. Một chuỗi Barbie luôn. Hãy thông điệp hãy quan trọng bà xã có chịu hay không thôi. Dạ, để em phải tặng thử mới biết được chứ. Cà rốt. Nhớ là lấy cái mặt trái của lá lên nha. Mình phải ép cái bề mặt trái để tạo cái gân lên đây nó mới đẹp. Anh già rồi mà anh còn gân lắm, yên tâm đi. Trời ơi, đẹp quá, chưa gì mà thấy đẹp rồi anh Hoàng ơi. Đó, cái của em dễ làm, cái của anh nhỏ quá nè, nó hơi khó. Thì
Hay quá. Rồi, một cái hiền đó. Cái nữa hả? Cái nữa đây. Rõ ràng là với những quý vị khán giả hay là người tiêu dùng nào mà thích sự tìm tòi học hỏi những cái mới, đây chính là một trong những nơi mà chúng ta có thể thỏa sức đam mê và sáng tạo. Và chắc chắn mỗi bức tranh đều có một cái thông điệp riêng, một hình ảnh riêng. Và bây giờ Hoàng sẽ bắt đầu với cái... Trước khi anh Hoàng lăn, anh Hoàng nhấn cho hoa nó dính vào trước. Hoa ơi, dính vô đi con. Để hoa nó bị chạy đi á. Mình dạy cho nó nhanh được không đó? Có một số cái nó không có lăn được. Đây này giống dầm quá anh. Chứ giờ hai cục bông này bự quá, cái ở giữa không có lực nén á. Tức là mình lăn từ từ. Thay vì hoa sống, mình trồng hoa, còn đây mình tạo ra bức tranh hoa. Mà còn quá thật nữa chứ, trời ơi, bên Enovita cảm ơn Đê Khi nha. Đây nè, cái tinh tế của anh đây có nghĩa là những đóa hoa này nó giống như nó đang chuẩn bị hòa vào đất trời. Nè, cánh hoa nó bay, cậu của em cũng rất là đẹp. Đây của em đơn giản mộc mạc vậy thôi, nó không có bay gì hết, nó đứng yên tại chỗ. Đúng rồi, thôi được ở đây. Thầy giờ lột ra hả? Bắt đầu mình lột hoa ra. Cái của em lột dễ á, lột chứ. Đây em lột nè. Cái của anh nó khó nè. Dưới lên. Đó. Cái nào để dưới thì mình lột trước. Y. Trời ơi, nó còn dính lại. Cần lấy nhíp không? Lấy nhíp gấp không? Không, cái này bự mà. Đây. Trời ơi. Xuất sắc ha. Cái cánh hơi lệch ha. Trời ơi, cái lá của anh kìa. Trời ơi, wow, nhìn như lá ngò. Wow, không nhìn như lá cần tây vậy đó. Thật sự đây là lá cà rốt. Nhìn những cái dân nhỏ chi tiết anh ha. Ừ, đó. Bông hả? Bông. Công nhận bông bay đi thiệt em. Bông bay đi bởi vì nó mới nhỏ lại luôn nè. Đó, nói chung là ngày hôm nay là nhờ thầy giáo Tuấn Tú cho nên là Nhu cũng như là anh Hoàng đã có thể tự mình đổ được một cái khung về cái hoa mà nhìn nó có cái thông điệp đẹp đối với bản thân mình như vậy. Sẵn đây chúc cho Tú sắp tới sẽ có thêm những cái sáng tạo mới lĩnh vực của mình, cũng như là có những cái khách hàng, những cái học trò tiếp cận Tú nhiều hơn. Anh làm như vậy? Anh đang tự rút một cái thông điệp cho chính mình. Thông điệp gì anh? Chúc bạn may mắn lần sau á. Chứ giờ làm nè, nó còn dính bông lùm la, có nghĩa là mình ép không đủ lực. Rồi mình đặt cái bước bố cục, bức tranh nó chưa có hợp lý. Chưa con xứng không đẹp giống như em. Thôi anh cứ để đi, thầy giáo chỉnh lại sau. Nhưng mà cũng phải cảm ơn bạn Nhu ngày hôm nay đã giúp cho anh khám phá được một thế giới về hóa thạch mà sát bên mình đây, đâu xa, đó chính là những đóa hoa. Cảm ơn Tuấn Tú rất là nhiều nha. Luôn mạnh khỏe, đầy năng lượng, đầy sự sáng tạo để truyền lại cho tất cả mọi người. Và chúc cho mô hình kinh doanh về tranh hoa hóa thạch sẽ càng ngày càng phát triển nhiều hơn nữa. Cảm ơn anh Hoàng và cảm ơn anh Nhu đã tới và cũng chia sẻ cái mô hình tranh hóa thạch của em. Cảm ơn Tú. Cảm ơn em. Và Hoàng Đá Bơ cùng với Huỳnh Nhu cũng mong muốn tất cả quý vị khán giả sẽ luôn tràn đầy những sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Và hãy dành tình cảm của mình để ủng hộ cho Chuyện Đó Chuyện Đây được phát sóng vào lúc 19 giờ trên kênh HTV7 vào thứ Bảy hàng tuần. Với Chuyện Đó Chuyện Đây được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và bây giờ chúng tôi xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.